Hello, xin chào mọi người ha. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại chương trình đi tìm cổ phiếu. Và cái mã hôm nay chúng ta sẽ phân tích là BVD. Đây là một mã mà em đánh giá tích lũy khá là tốt trong thời gian vừa rồi, và trong thời gian tới nó khả năng bật tăng rất là cao. Thì như sơ lược chúng ta sẽ bắt đầu view về cả ba khung, rồi mình tới phần phân tích kỹ thuật, điểm vào và cuối cùng là một số thông tin cơ bản để hỗ trợ cho giá tăng trong thời gian tới ha. Thì mọi người có thể thấy BVD cả khung ngày, khung tuần và kể cả khung tháng nó đều rất thoáng, nó đều là xu hướng gì, nó là xu hướng tăng, đó là một điểm cộng cho mã nha. Mọi người có thể thấy là ở cái khung tháng thì BVD nó cũng có một cái cản nó tại 32.489, đó là tầm 32.500 á. Đây là một cái cản mà trước đó nó khá là mạnh, nhưng ở thời điểm bây giờ mọi người có thể để ý là với một cái kháng cự hoặc một cái hỗ trợ nó cũng như vậy thôi, về lần 1, về lần 2 hoặc có thể về lần 3 thì nó đâu đó còn cái lực đỡ hoặc cái lực cản. Nhưng mà nếu mà đã về tới lần thứ 4 thì cái khả năng nó xuyên qua rất là cao. Ha. Những cái cản hoặc những cái hỗ trợ cũng như cái kháng cự mà nó tích lũy những cái nến này liên tục như vậy thì khả năng thủng rất là cao. Nên ở cái cản tháng này em không có bận tâm nhiều nữa. Xét về xu hướng ngày thì BVD hiện tại nó đang có một nền giá rất tốt. Bởi vì trong đoạn thời gian vừa rồi nó chỉ dao động đâu đó tầm từ 30 cho tới 33, sideways liên tục một đoạn như vậy. Giá được hỗ trợ khá là tốt và cái nền này khá là dày nha. Cái nền đợt vừa rồi nó khá là dày. Mọi người thấy tích lũy nó rất là đẹp. Đây, một đoạn rất là dày. Lên một chút rồi tích lũy, tích lũy. Và cái trường hợp cho cái việc mua BVD khi nào thì mọi người có thể mua BVD bây giờ. Để SL đâu đó dưới 30. Mua rải nha. Tại vì đối với BVD thì bây giờ nó đang trong một cái vùng giá tích lũy thì mọi người có thể mua gom ở thời điểm hiện tại là thích hợp nhất. Nếu như muốn chắc ăn hơn thì mọi người phải đợi nó qua 34.200, mọi người mới một cái phương án mua khác, mua chắc hơn thì 30.200. Nhưng mà SL nó cũng vẫn vẫn là 30, nhưng có điều cái độ lỗ nó sẽ dài hơn, cái độ rủi ro nó sẽ dài hơn một khúc, thêm một xíu nữa. Còn ai muốn mua sớm thì có thể mua ngay đây bây giờ. Có thể nó sẽ dính tích lũy một đoạn, nhưng nếu mình mua đoạn này mình mua dần, mình gom gom dần và tới lúc tăng thì nó cũng ok hơn. Còn ai muốn chắc thì như em đã tư vấn đó, mọi người có thể đợi tới 34.2, 34.3, nó vượt đỉnh ngắn ngày một phát là mình có thể bay và mình mua luôn. Và cái điểm mua này nó rất được nhiều khung hỗ trợ nên mọi người có thể yên tâm. Mọi người thấy giá, kể cả giá tuần của BVD nữa, nó đi rất là chặt, nó không đi nhanh, nó không đi mạnh, nhưng nó đi đều, có thể biên nó hơi mạnh. Mọi người thấy những cái râu nến rút liên tục như vậy nhưng ít nhất nó đi đều, và nhớ những cái cổ mà nó đi đều và nó đi sát như vậy á, thì cái việc tăng trưởng chậm nhưng mà đều của nó thì vẫn có rất thích hợp nha. Đợt này có khả năng vượt cả đỉnh 30 30 35 đó, mọi người có thể view. Đợt này có thể tăng luôn qua đó là vì nó rất thoáng và giá nó đi rất là chặt, nó không có đột biến nhiều. Những cái con mà nó tích lũy dày mà nó đi chặt 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 chặt, chặt. Nó sát với nhau như vậy thì mọi người có thể mua để dài được, hold dài rất là thích hợp nha. Không kỳ vọng nó tăng mạnh nhưng kỳ vọng là nó tăng tăng đều, tăng từ từ. Đối với BVD thì đợt vừa rồi nó ở quý 1 thì BVD nó được hưởng lợi khá là lớn từ cái giá thuê vàng cao kỷ lục, lãi gần gấp 3 ha. Mọi người có thể thấy tăng gấp 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh vàng thuê đã tăng 34 nè. 34% này là nó đâu đó đây, mọi người có thể đọc ở đây nè, giá vàng thuê nâng nè, ở Đông Nam Á quý 1 2024 đã nâng lên mức cao vượt bậc hơn 7% một năm nha, hơn 7% một năm, và BVD nó cũng nằm trong cái việc đó, nó cũng được hưởng lợi. Kể cả doanh thu tất cả đều nó tăng trưởng rất là mạnh trong quý vừa rồi. Đây mọi người có thể thấy. Bây giờ cái BVD cần lo lắng chỉ là cái rủi ro về cái tỷ giá thôi. Và cái tỷ giá này thì người ta có thể xử lý bằng hạt được, nên mọi người cũng yên tâm phần nào. Tại vì trong cái việc mua bán với nước ngoài thì người ta còn ký hợp đồng với nước ngoài thì người ta có những cái hợp đồng hedging để người ta khóa lại cái mức của đô la nữa. Nên về cái việc rủi ro biến động mạnh thì mọi người không cần phải quan tâm quá nhiều. Tại vì đối với những cái tập đoàn như là dầu khí Việt Nam thì người ta có những cái mục khóa đó, người ta đã làm thật sự là rất là chuẩn chỉnh rồi, nên mọi người không phải lo. Người ta sẽ khóa trước là thời điểm đó người ta trả bao nhiêu tiền, người ta sẽ đồng ký hợp đồng luôn, có nghĩa là từ đây tới thời gian đó tôi chỉ trả với một USD là 25.000, dù có tăng hay giảm thì nó vẫn là 25.000. Người ta sẽ khóa trước nha, chứ người ta không có để tới lúc đó người ta mới ký, người ta mới trả đâu. Ký như vậy nó rất là rủi ro, tại vì tỷ giá Việt Nam với USD nó tăng, nó biến động rất là mạnh.
cái việc mà không khóa trước một cái hợp đồng để mà ký kết đó, vì đó nó rất nguy hiểm. Tại vì xét ở cái mặt tập đoàn dầu khí, người ta cũng phải kiểm soát được cái rủi ro, và những cái đồng hệ và những hợp đồng hedging về tiền tệ như vậy giúp người ta quản lý được cái rủi ro, người ta biết được là khả năng tới thời điểm đó người ta phải chi trả bao nhiêu để người ta còn dự phòng. Ok, đó là với mã BVD thì điểm mua là ngay bây giờ, với chiến lược là mua rải rác, mua tích lũy trong thời điểm hiện tại ha. Còn ai muốn chắc hơn nữa thì đợi vượt đỉnh ngắn ngày 34.3, mình có thể mua vào, và SL là 30 và mình có thể giữ ha. Con này thì có thể giữ dài hạn được nên mọi người có thể cân nhắc, nó không có tăng mạnh đâu, nhưng mà con này khả năng nó rất là tăng đều. Rồi, hôm nay thì cái video về cổ phiếu BVD tới đây là hết. Thì mong mọi người là nếu mà thích thì mọi người like và share và để lại một bình luận. Và link để tham gia room cộng đồng thì em để ở dưới phần mô tả. Mọi người có thể xuống đó và bấm và tham gia ha. Và nếu như mọi người thích video này và video này cho mọi người một điểm mua đẹp thì mọi người có thể donate qua số tài khoản em để dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người vào tập sau của Đi tìm cổ phiếu.